Dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên thì trên thực tế những ngày gần đây, nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn khá đông đúc người và phương tiện, đặc biệt là vẫn có hiện tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự vào buổi tối. Nhiều tuyến phố như Nguyễn Trãi, Xã Đàn, dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, tuy nhiên lượng người và phương tiện lưu thông khá đông đúc, đặc biệt dù không kinh doanh các mặt hàng thiết yếu nhưng một số cửa hàng vẫn hoạt động. Nhiều người dân rất chủ quan ra đường tụ tập khi chính quyền đã có khuyến cáo. Vì vậy, trong những ngày tới, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các chế tài mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, ngày 21 tháng 7, có tổng số 329 người dân có triệu chứng ho, sốt tại 14 trên 30 quận huyện, thị xã ở Hà Nội đăng ký xét nghiệm. Từ đầu đợt dịch thứ tư ngày 29 tháng 4 tới tối ngày 21 tháng 7, Hà Nội có 336 ca bệnh phát hiện tại cộng đồng. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người dân, người lao động trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ của chính phủ, nhưng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được rà soát và tiến hành trao hỗ trợ từ ngân sách của địa phương với tổng mức hỗ trợ khoảng 92 tỷ đồng. Quyết định vừa được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua. Các nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ bao gồm nhóm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của thành phố, trong đó người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo. Đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng ở cộng đồng được nhận mức 1 triệu đồng một người một lần. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố, mức 500.000 đồng một người một lần. Nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do thuộc các lĩnh vực theo quy định sẽ được nhận mức hỗ trợ là 1 triệu 500.000 đồng một người một lần. Trong kế hoạch này thì chúng tôi dự tính là để cho nó đi sớm kịp thời cho đối tượng được hưởng thì chúng tôi đề nghị Ủy ban nhân dân ủy quyền cho các cái ngành, ví dụ như là giáo dục thì hỗ là thực hiện hỗ trợ ngay cho cái đối tượng lĩnh vực giáo dục, giao thông vận tải thì hỗ trợ cho đối tượng về giao thông vận tải, du lịch, về văn hóa thể thao vân vân thì chúng tôi hỗ trợ ngay. Mưu sinh với việc bán vé số, ông Trương Định thuộc nhóm lao động tự do sẽ được nhận hỗ trợ trong thời gian tới. Không bị bỏ rơi trong khó khăn của dịch bệnh, ông Định cảm thấy sự hỗ trợ lúc này là quá cần thiết khi mà cuộc sống của họ đang hết sức chật vật. Bây giờ thì không có dịch thì bán một ngày cũng kiếm được 50-60 ngàn, nhưng mà bây giờ dịch ngồi cả ngày bán được mấy tờ vé số vì dân lộn không ra tiền, người dân không mua. Do đó người bán vé số, người khuyết tật yếu thế trong xã hội gặp vô vàn khó khăn. Có gói hỗ trợ thì là không những bản thân thân chú mừng mà tất cả ai cũng mong mỏi cái chuyện đó, mà riêng chú là chú rất là mong vì rằng chú đang cần tinh thần mình đang gặp khó khăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết các đơn vị liên quan đã và đang rất nỗ lực để triển khai chính sách. Riêng khâu khảo sát phân loại nhóm được hỗ trợ và mức hỗ trợ cho từng đối tượng đã được hoàn thành chỉ trong vòng 10 ngày. Và ngay trong tháng 7, người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trình bày báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, là mức khá cao so với các nước trên thế giới. Nhiều địa phương có dịch nhưng tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất ổn định. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, lũy kế 6 tháng đạt 58,2% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm nhu cầu chi cho phòng chống dịch, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ cấp bách khác. Cân đối ngân sách trung ương được bảo đảm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng tăng 32,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng 7,2%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt trên 9,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8%.
Công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường. Thương mại điện tử phát triển mạnh, trở thành kênh phân phối quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh, hỗ trợ tích cực cho tiêu thụ sản phẩm. Trong 6 tháng cuối năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, chính phủ cũng quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần, chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Chính phủ quyết tâm kiềm chế, không để dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng, nhanh chóng ổn định tình hình, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa, triển khai hiệu quả chiến lược vaccine và nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, có tính chất quyết định. Trước mắt, tập trung lực lượng để dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đang bùng phát mạnh. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, tham gia phòng chống dịch là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân, giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong mọi tình huống. Chính phủ cũng tăng cường quản lý thị trường, giá cả, bảo đảm lưu thông hàng hóa và nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người dân vùng dịch, theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế, kịp thời đưa ra cơ chế chính sách phù hợp, bình ổn giá cả. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, và cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 ở vào khoảng 40 cho đến 50 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam và mỗi giờ đi được khoảng là 5 km. Đến 10 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 70 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, khoảng từ 40 cho đến 50 km/h, giật cấp 8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 150mm trên một đợt. Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to, từ 100 cho đến 250mm trên một đợt. Còn đối với khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa sẽ rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 50 đến 150mm trên một đợt. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 200mm trên một đợt. Thưa quý vị, thời điểm này trên cây thanh long, bệnh thán thư đã phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm không khí cao, mưa nhiều, ẩm ướt. Bệnh gây hại nghiêm trọng ở tất cả các giai đoạn sắp ra hoa, sắp thu hoạch và sau khi thu hoạch. Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con thì cần thường xuyên chăm vườn để theo dõi tình trạng phát sinh bệnh hại trên cây thanh long. Tiếp theo thì cần phải phun luân phiên các sản phẩm có hoạt chất là azoxystrobin, metalaxin hay hỗn hợp mandipropamid cộng với clotharonin khi có dấu hiệu bệnh thán thư trên vườn thanh long. Bên cạnh đó thì cũng cần tỉa bỏ những nhánh, thân quả hoặc là hoa bị bệnh nặng và thu gom tiêu hủy để tránh lây lan bệnh. Sử dụng thuốc cốc đồng để phun ngừa và phun luân phiên để giảm áp lực bệnh. Bên cạnh đó thì khi thu hoạch thì phải loại bỏ ngay những trái bị bệnh để tránh lây lan trong quá trình tồn trữ và vận chuyển. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.